Shopmoviet.vn bán ít liên quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Chào mừng anh em, trở lại Cô Đô Vài Mùa Việt và Tết đã đến rồi. Chúc anh em ăn Tết vui vẻ và trước hết thì hãy thưởng thức những bữa tất niên triền miên. Thật sự là cũng hơi bị mệt phết anh em ơi. Say hoài, say mãi, say nữa. Mà say thành ra làm clip cũng không có được nhiều, anh em thông cảm Mô Việt trong ngày này nha. Với cả là hiện tại là mình đang ở quê. Mà quê mình có một cái truyền thống, một cái niềm vui, một cái đam mê rất là thích karaoke. Thành ra là bây giờ anh em có thể thấy là nghe những cái tạp âm. Nếu mà như ngày xưa, không, cách đây một năm thôi là mình xài cái chiếc điện thoại để thu âm, nghĩa là chơi game bằng điện thoại, thu âm bằng điện thoại. Thì tạp âm rất là nhiều, thế này khỏi làm clip luôn. Nhưng bây giờ đã xài mic rồi, không biết là mic có lọc hết cái tạp âm xung quanh hay không. Chứ bây giờ là đấy, xung quanh là có 4 nhà nha, 3 nhà mở karaoke rồi, mình ở giữa như kiểu nghe chửi nhau luôn ý. Trời ơi. Mà thôi anh em ơi, Tết là phải hát hò, phải vui mà. Ok, có mic rồi, khỏi lo. Con Valet trong tay Mô Việt ngày hôm nay sẽ bắn sắp mặt tìm bạn với phong cách siêu nhiều sát thương. Phong cách này thì mình xài như nào các bạn cũng theo dõi. Đấy, cấu rửa cực kỳ đau, bắn cực kỳ rát. Mình không hề xài cái nhánh phù hiệu nào là hồi máu hay gì gì đó, còn cờ váng xương. Trời tất công anh em ơi, như vậy cho nó máu. Có cái bảng ngọc 16% tỷ lệ chí mạng cho Valet đầu game. Bán lỗ chí mạng hơi bị nhiều nha. Trời ơi, lạc lót nào cũng thích vô Valet pháo hoa ghê. Thích bắn pháo hoa cùng Valet. Valet pháo hoa Leon, một trang phục trong dịp Tết 2017-2018 nhỉ. Đấy, cái hồi đó là cái trang phục đắt giá nhất game của bài. Có anh em phải tốn tầm 5 triệu, 3 triệu, thậm chí là gần 10 triệu chưa săn được cái trang phục này. Mà hồi đó là nhiều anh em cũng kết thôi nha. Đó, bây giờ thì săn trang phục này chắc là rẻ hơn rất là nhiều rồi. Trang phục đắt giá bậc nhất game của bài. Các trang phục bậc SSS tiếp theo không có thể đắt giá bằng trang phục này đâu. Anh em là chơi Violet, săn trang phục Violet và Hoa Leon. Cái thời đó thì chắc mới biết thôi. Ok, kỷ niệm xưa thì rất là nhiều. Mà hôm nay là năm mới rồi, sắp năm mới rồi, nói chuyện mới đi. Năm mới sắp tới là Liên Quân Mobile sẽ cập nhật rất nhiều chế độ chơi mới, map mới, tướng mới, trang phục mới, cùng chờ đón trong năm 2021 nha anh em ơi. Mà tình đang chơi game, đang bình luận mà thấy ở hàng xóm là HKK đang điệu vui tươi quá. Đấy, nhảy theo điệu nhạc, múa theo điệu nhạc, lắc lư theo điệu nhạc luôn. Trời ơi, chim bay không trúng ai à, buồn ghê. Ở cái lên tà thần là team mình và team bạn có một cái sự chuyển nhau không hề nhẹ. Một bên là Frenino đã 4-0, bên kia thì Arthur là 0-3. Đấy, ý là anh em ơi, chất tướng Florentino là hoàn toàn có thể ăn được Arthur nha, rất là dễ luôn. Mà hai bạn cãi nhau cái vấn đề là một bên là Arthur cứ bảo là Florentino chơi lúc lùm quá bình thường luôn, chơi gì chẳng được, thắng là được đúng không? Đấy, trời ơi, bắn quá rát luôn, đúng là phong cách này bắn sướng thật. Anh em là cảm thấy Valet bắn yếu, cứ chơi phong cách này giống Mô Việt. Bắn sướng, thực sự sướng, mấy cả là trận đấu này mình có cái sự bảo kê của Pena. Mà anh em ơi, Pena thì hồi máu thì sướng, khỏi phải nói rồi. Chiêu một hồi máu này, chiêu cuối hồi máu này, chiêu 2 làm choáng mình bắn này, chiêu cuối còn bút giáp nữa chứ.
Nói chung là mình rất thích được sự bảo kê của Pena nha. Rồi, có chiêu 2 nha. Ông có chiêu 2 là chết tụi mình pha đấy rồi. Bạn Lavin rồi bạn Béo mấy cả Tuyền Vương ý. Trời ơi, chỉ một mình thôi bắn cho ba đứa. Một đứa kêu lúc, một đứa kêu là yếu máu vẫn ăn được đầy máu. Em nha, trận này thì thực sự là Lagrot bây giờ yếu rồi. Mà đầu game thì không ăn được mạng ganh không được, mà vồ mình cũng chẳng có được. Bạn Béo thì kéo thì cảm thấy là mình thấy quá bình thường, kéo không qua quả là hách não rồi, không kiểu là ngắm quá chuẩn, kéo rất là vội. Thành ra là ơi anh Béo ơi, em sai rồi đấy. Vừa chê bạn đấy xong kéo cho biết mặt. Đấy, lần sau là anh em ơi, chơi game cua bài ấy thì đừng mắng người ta, chê người ta sớm quá làm gì, người ta lại cam cho rồi thù cho thì cũng hơi mệt nha. Wow, trời ơi, mà pha lộn bắn này sát thương thực sự là 6 like anh em ơi, mà like 6 là hơi ít đấy nha. Bắn hay như vậy từ nãy giờ là phải nhiều like hơn. Mà mình cứ cảm thấy mình đang bị loạn đầu đây anh em ơi. Tết công nhận là vui thật, nhưng mà thứ nhất là rượu cũng quá chén là cũng hơi phê. Đó, mà muốn làm clip thì lại ôn quá. Thành ra là cứ kiểu gì ấy. Rồi, bắn kìa, thơ kìa. Thơ bây giờ thì quá fit rồi. Đồ thì cũng không có. Thành ra mình bắn rất là đau. Ok, đi đến đâu có trụ đến đấy. Pena cứ đi trước check map này thì đánh dễ cực kỳ luôn. Ok, thôi, chạy đi đâu được. Thơ ơi, ấy cái gì vậy? Quả bật trước cuối, lẽ trước cuối của mình khá là hay. Hay vẫn chết như thường nhỉ em ơi, 8-0 rồi. Các bạn nhìn thấy là cái bảng ngọc 16% thì chí mạng. Lấy mỗi cái thánh kiếm thôi mà bắn rất là nhiều chí mạng. Yên tâm, có Pena rồi. Bắn đi anh em ơi. Rồi, mình anh Béo đứng lại. Chạy đi đâu? Trời ơi, 9-0. Đó, Tết rồi, bắn pha hoa rất sướng. Trời Violet, pha hoa Leon cực kỳ sướng anh em ơi. Mạng thứ 10. Lấy trụ. Xong bắn người. Mạng thứ 11. Wow, trận này là hack mạng rồi anh em ơi. Arthur kìa, ôi. Bắn từng cục máu một. Trời ơi, đúng là xanh bắn sướng thật. Valet xanh thì thôi rồi. Đây chất tướng siêu lết nha. Kéo vào lết game auto khỏe. Một nộn một mạng à không, bây giờ thì tầm 2 nộn một mạng. Cái 2 cho 1 một mạng. Và anh em muốn kiểu sốc đam cho Valet thì các bạn dùng cái combo này. Đó là các bạn sẽ lướt cái chiêu 1, sau đó anh em dùng chiêu 2 chúng tướng địch rồi đánh thường. Đánh thường đây là đánh thường đòn sát thương của chiêu 1 nha. Như vậy là sẽ cộng dồn sát thương của chiêu 1 và chiêu 2. Tuyền Vương combo như đúng rồi. Bắn hết anh em ơi, tầm này bắn hết kìa, chí mạng kìa. Ok anh em ơi, lên tiếp. Từ từ nha, bây giờ giặt sang cánh đường đồng để đẩy tiếp này. Tết rồi, ôi nhiều thời gian clip, thành ra là trận nào phải chất chiêu trận đấy. Đánh là phải thắng luôn. Mà đang xanh như này là phải hack mạng em ơi. Bây giờ 11 rồi, cố gắng trận đấu này mình xem được có 20 hay không. Đó, ok này, 12. Ta đi đến đâu tăng hồi đến đấy. Lên quả lanh nữa thì thử xem là cái phong cách này có thể một nộp một mạng được không nha anh em ơi. Lâu lắm rồi không chơi được như vậy đấy. Bây giờ Violet thì mình thấy phiên bản hiện tại thì không yếu, không quá mạnh, nhưng được cái mình thấy là khỏe hơn phiên bản trước, cảm nhận như vậy. Rồi có vẻ rất là ok. Leo rank thì anh em nhớ là vị trí đi đường rồng là khỏe nhất nha, sau đó mới đi đường. Đi đường là thực sự nó bây giờ tùy trận thôi,
chứ nếu team bạn sát thủ nhiều quá rồi team không có bảo kê tốt ý, thì rất là khó chơi. Con này mà đầu game được chơi game thì cuối game đánh rất là dễ. Đánh team tốt nha anh em ơi. Ok, có anh này. Anh mà đồng đội chết hết rồi. Buồn ghê. Về Fortnite ơi. Là Cross đây này. À, chạy rất là nhanh. Fortnite ảo tưởng rồi. Ở cái đồ cuối cùng thì chắc chắn là cái cung tà ma hoặc là giáp hộ mệnh. Tùy anh em thôi. À, mình chơi khô máu là mình chơi toàn đồ công anh em ơi. Để xem có đổi một đội một mạng hay không. Trời ơi, một bên nhạc trữ tình, một bên nhạc cách mạng, một bên nhạc trẻ. Nếu hiểu kiểu gì ba nhà, mỗi nhà một kể loại nhạc. Thành ra là trời ơi, mình cảm thấy mình hơi bị phê. Phê mà bắn cũng ghê phết anh em ơi. Đấy, 14 xác, 15 xác. Trời ơi. Violet pháo hoa Leon bắn pháo hoa cực kỳ rát. Violet là con cưng của chị Rán anh em ơi. Những bạn full trang phục của Violet thì chắc hẳn là yêu Violet rất là nhiều rồi. Và cũng đầu tư cực kỳ lớn, bởi vì toàn những trang phục đắt thôi. Phá nhà Fortnite ơi. Nhiều máu chăng tăng trụ đi. Trời ơi, bạn đấy đứng ôm trụ luyện kiếm không biết làm gì, đợi đồng đội, đội team bạn ra. Đấy, mà team bạn ra thì mình chết ngay. Dính quả choáng của Lavin, sau đó một tấn combo vào mặt, khỏi chạy luôn. Đấy, mà mình chết thì đồng đội cũng chết hết luôn. Thôi về anh em ơi. Về. Ok, tiếp tục chiến đấu này. Và Tết này Mùa Việt xin chúc toàn thể anh em theo dõi video clip của mình có một cái Tết thật là vui nha. Vừa vui, vừa khỏe, vừa mạnh. Đó, Tết chỉ cần như vậy thôi. Chứ nhiều khi mình cảm thấy là Tết nó yếu đi rất là nhiều. Yếu sức khỏe này. Nhậu nhiều quá, yếu. Yếu về túi tiền yếu đi anh em ơi. Đấy, tiêu nhiều quá, yếu. Cái gì cũng yếu luôn. Chơi game cũng yếu, không có thời gian chơi game, mà làm việc thì cũng ít thời gian làm clip. Đó, thành ra là thôi, nhanh hết tết thì quay vừa trở về với sinh hoạt bình thường anh em ơi. Lên nào. Full đồ rồi, bắn thế nào, một đội một mạng không nào. Wow, không chí mạng, tầm lửa cái máu. Còn nếu mà chí mạng to hơn thì chắc là hơi thối đấy nha. Wow, bắn này, chạy đi đâu này? Một đứa, hai đứa này. Lavin làm sao có cửa, ôi đánh thường 2k9 chí mạng. Wow, 3k kìa. Đấy. Bắn sướng không anh em ơi, chơi full đồ bắn sướng dã man. 19 mạng, what a kill. Quá ghê, đó là Violet. Phong cách 2021 của Movit. Và video của Rick của mình đến đây hết rồi. Xin chào anh em, hẹn bạn clip tiếp theo nha. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.